Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn phần 2 của một cái công cụ mà cực kỳ quan trọng mà các bạn mình thấy là rất là quan tâm đến công cụ này. Đó chính là cái công cụ Ichimoku. Thì trước khi mà đến với cái phần chia sẻ của mình thì mình cũng có một vài điều muốn nói với các bạn. Thì sau những cái video liên quan đến chiến thuật chơi hoặc là sau những cái video liên quan đến cái vấn đề scalping thì mình nhận thấy là các bạn mới chơi, các bạn newbie thì có nhắn mình là các bạn học và làm theo những cái chiến thuật này tương đối là khó khăn và vất vả cho các bạn ý. Thì đây thực sự là cũng là một cái điều rất là dễ hiểu, bởi vì những cái chiến thuật để mà scalping nó dành cho những cái bạn mà đã có một cái kiến thức tương đối và một cái kinh nghiệm tương đối ở trên thị trường, thì các bạn mới nên chơi cái chiến thuật scalping. Mình nghĩ rằng nó chưa phù hợp cho những cái bạn mới. Tuy nhiên thì các bạn mới vẫn có thể thử và thực hành theo. Nhưng mà trước khi mà thử và thực hành theo những cái chiến thuật scalping thì các bạn nên xem những cái video mình chia sẻ với các bạn về những cái kiến thức cơ bản. Ở trong cái chuỗi series Bí mật Trader thì mình cũng đã có những cái video từ cơ bản đến nâng cao để mình chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức từ dễ cho đến khó, để qua đó thì các bạn có thể thực hành một cách dễ nhất. Thì bạn nào mà cảm thấy chưa theo được những cái chiến thuật scalping, các bạn có thể xem lại những cái video trước đó mình giới thiệu một cách rất là cơ bản cách ứng dụng từng chỉ báo ra làm sao và cái chỉ báo đó là cái chỉ báo loại như thế nào. Thì các bạn nên xem những cái video trước, sau đó hiểu được bản chất của nó thì các bạn mới nên xem những cái video scalping và các bạn ứng dụng nó thực tế ở trong cái vấn đề trading của các bạn. Ok, thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn phần 2 của cái công cụ Ichimoku. Ở phần 1 thì chúng ta cũng đã biết qua được những cái khái niệm cơ bản nhất của Ichimoku là gì. Thì phần 2 mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà các bạn vào lệnh và ra lệnh, và cũng như là cái cách các bạn ứng dụng cái Ichimoku ra làm sao. Thì cái Ichimoku là công cụ mà mình sẽ chia thành rất là nhiều phần khác nhau để mà các bạn có thể theo dõi, vì đây là một công cụ tương đối là phức tạp và rất là khó để mà ứng dụng. Thế nên là các bạn khi mà xem xong, các bạn hãy cố ghi chép lại những cái điều mà mình chia sẻ với các bạn để, và sau đó thì các bạn mới có thể thực hành được một cách tốt nhất. Nếu các bạn là những các bạn mới thì các bạn hoàn toàn có thể join vào cái nhóm Telegram của kênh của chúng ta. Thì hiện tại kênh của chúng ta đang có một cái nhóm chuyên sâu về phân tích kỹ thuật cũng như là tín hiệu. Mình và những cái admin sẽ hỗ trợ mọi người ở trên đó, và nếu như các bạn cảm thấy là cần sự giúp đỡ thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm này. Đây là cái nhóm hoàn toàn free mà mình mở ra để muốn mọi người có được một cái cộng đồng trao đổi với nhau về cái vấn đề trading. Thì các bạn có thể xem cái hướng dẫn đăng ký ở cái phần mô tả của video, và nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể tham gia. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay. Để bắt đầu cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chiến lược đám mây Kumo, hay chúng ta còn gọi là Breakout Kumo. Đây là một cái chiến lược mà có thể được sử dụng ở đa khung thời gian. Mặc dù vậy thì mình sẽ khuyến nghị các bạn là sử dụng ở trong những khung thời gian càng cao càng tốt. Và cái chiến lược Breakout bằng đám mây Kumo là một cái phương pháp đơn giản và dễ hiểu nhất trong cái bộ hệ thống Ichimoku. Bởi vì đơn giản, chúng ta chỉ cần nhìn cái đám mây và vị trí của nó, chúng ta sẽ tìm được cái tín hiệu vào lệnh. Cụ thể thì các trader sẽ quan sát giá nằm trên hay nằm dưới Kumo. Tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi mà giá đóng cửa trên Kumo hiện tại. Ngược lại, tín hiệu bán sẽ xuất hiện khi mà giá đóng cửa dưới Kumo hiện tại. Sơ lược chiến lược là như vậy, nhưng mà để hiểu rõ hơn cách áp dụng như thế nào thì mình sẽ lấy ví dụ để các bạn có thể hiểu cụ thể hơn cách vào lệnh, thoát lệnh, stop loss và take profit làm sao. Để vào lệnh thì như các bạn đã thấy ở trên màn hình, cách vào lệnh với chiến lược breakout rất đơn giản. Khi mà giá breakout và đóng cửa trên đám mây Kumo thì các bạn vào lệnh buy, và khi giá breakout và đóng cửa dưới đám mây Kumo thì các bạn sẽ vào những cái lệnh sell. Tuy nhiên thì các bạn cần lưu ý là nhiều khi giá sẽ bị đám mây chặn lại, đặc biệt là các đám mây đi ngang tạo breakout giả. Ví dụ như ở ví dụ này thì giá đã breakout ra khỏi đám mây, đồng nghĩa với việc là giá chuẩn bị đi xuống và chúng ta sẽ entry sell tại đây. Tuy nhiên thì đây là một cái cú breakout giả và giá sẽ tăng ngược trở lại. Kết quả là lệnh này sẽ bị hit cái stop loss. Vì vậy thì để tránh gặp phải những cái trường hợp như thế này thì mình sẽ vào lệnh 2 đến 3 cây nến sau khi giá đã đóng cửa trên hoặc là dưới đám mây. Ngoài ra thì để chắc chắn hơn thì các bạn có thể tìm kiếm thêm một công cụ khác để hỗ trợ cho lệnh các bạn. Công cụ đó có thể là đường Chiku Span hoặc là kết hợp thêm với cả breakout kháng cự hỗ trợ gần với cả đám mây hiện tại, hoặc là tìm kiếm cái lực của giá khi mà breakout ra khỏi cái mây Kumo. Sau khi đặt lệnh xong thì bước tiếp theo của chúng ta sẽ là chúng ta sẽ dự đoán cái điểm để mà chúng ta thoát lệnh. Thoát lệnh với cái chiến lược breakout Kumo có thể nói là dễ dàng nhất trong cái quá trình trade. Các bạn chỉ cần chờ đợi đến khi giá chạm đến cái mức take profit là được, hoặc là hit cái mức stop loss nếu như các bạn muốn cắt lỗ.
Đối với cái việc đặt stop loss, nếu chơi theo cái kiểu breakout combo thì stop loss chắc chắn là các bạn sẽ cần phải đặt ở bên kia đám mây. Nếu giá breakout xuống combo thì đặt stop loss tại dâu nến cao nhất phía trên đám mây khoảng 3 đến 5 cây nến. Ngược lại, nếu giá breakout lên trên combo thì sẽ đặt stop loss tại dâu nến thấp nhất phía dưới đám mây khoảng 3 đến 5 cây nến. Có một lưu ý đó là một khi mà giá đã chạm vào khoảng stop loss này ấy, thì khả năng cao là giá sẽ đảo chiều. Thế nên là mình khuyên các bạn nên tuân thủ theo cái chiến thuật đã đặt ra và tuyệt đối là các bạn không nên rời stop loss. Việc đặt stop loss thì đơn giản như vậy, còn đối với take profit ấy, thì theo cái chiến lược này chúng ta sẽ tận dụng sức mạnh của trend để mà tối đa hóa lợi nhuận. Do đó thì chúng ta sẽ không chốt lời cho đến khi có cái tín hiệu và price action hoặc là mô hình giá báo hiệu xu hướng sắp kết thúc và đảo chiều. Chính vì vậy thì cái việc take profit sẽ tùy vào diễn biến của từng thị trường hoặc là dựa vào số vốn vào lệnh của các bạn. Để mà các bạn có thể hiểu rõ hơn chiến thuật này thì mình sẽ lấy một cái ví dụ trên cái chart đồ thị thực tế. Ở trên màn hình các bạn là các bạn sẽ thấy cái chart Bitcoin USDT trên khung thời gian là khung thời gian H1. Như các bạn có thể thấy thì tại vị trí này giá đã break out ra khỏi đám mây Kumo. Tuy nhiên mình vẫn chờ thêm hai cây nến nữa để chắc chắn được cái xu hướng rồi mới vào lệnh tại cái mức giá khoảng 9.145 đô la. Đối với lệnh này thì mình sẽ đặt stop loss ngay dâu nến dưới đám mây 3 cây nến. Còn về việc chốt lời thì có rất là nhiều cách để mà take profit, tùy thuộc vào từng diễn biến của thị trường cũng như là mức độ chịu rủi ro và kỳ vọng của mỗi người. Như ví dụ ở đây thì mình chốt lời dựa vào cái mô hình giá. Các bạn có thể dễ dàng nhận ra là tại đây thì xuất hiện cái mô hình gọi là swing high. Nếu như chốt lời tại đây thì tức là vào mức giá tổng khoảng 9.537 đô thì các bạn cũng đã ăn được khoảng 390 đô cho sóng tăng này. Hoặc là nếu như các bạn có thể chấp nhận cái mức rủi ro cao hơn ấy, thì các bạn có thể đợi cho đến khi xuất hiện cái điểm swing high tiếp theo, tức là tại mức giá là 9.740 đô. Như vậy là các bạn đã ăn tới gần 595 đô la đối với cả cái lệnh này. Các bạn có thể thấy là việc giao dịch với chiến lược breakout combo thì rất là đơn giản và trực quan. Tuy nhiên thì các bạn vẫn sẽ phải nắm vững kiến thức về cái công cụ Ichimoku thì mới có thể giao dịch tốt được cái phương pháp này. Trong cái hệ thống Ichimoku thì lagging span thường được sử dụng như là một cái công cụ để xác nhận cái xu hướng. Tuy nhiên thì việc sử dụng Chikou span như là một cái chiến lược độc lập cũng mang lại những cái kết quả rất là khả quan. Như mình đã nói ở cái video trước, khi mà đường trễ lagging span cắt đường giá từ dưới lên, giá có thể tăng. Và ngược lại, nếu như đường trễ cắt đường giá từ trên xuống thì giá có thể giảm. Ngoài ra thì chắc để chắc chắn hơn thì các bạn có thể sử dụng thêm đám mây Kumo để xác nhận lại cái tín hiệu mạnh yếu của xu hướng. Cụ thể là sự giao cắt giữa đường giá và đường trễ trong cái mối quan hệ với đám mây Kumo được chia thành 3 cường độ tín hiệu chính. Thứ nhất là tín hiệu mạnh, chúng ta sẽ buy tại cái điểm cắt tăng và giá hiện hành nằm phía trên Kumo và sell khi điểm cắt giảm và giá hiện hành nằm phía dưới Kumo. Với tín hiệu trung bình thì chúng ta sẽ buy khi điểm cắt tăng và giá hiện hành nằm phía trong Kumo và tương tự sell khi điểm cắt giảm và giá hiện hành nằm phía trong Kumo. Còn cuối cùng là với tín hiệu yếu, chúng ta sẽ buy khi mà điểm cắt tăng và giá hiện hành nằm phía dưới Kumo và tương tự sell khi điểm cắt giảm và giá hiện hành nằm phía dưới Kumo. Cụ thể trong giao dịch thì mình sẽ vào lệnh sau khi đã xem xét vị trí tương đối giữa đường cắt giá và Kumo để mà xác định được cái cường độ của tín hiệu, cũng như là quan sát các biểu đồ lớn hơn nhằm tìm kiếm một cái xác nhận của xu hướng. Thông thường thì mình sẽ mở giao dịch ngay tại vị trí giao cắt giữa đường trễ và đường giá. Còn về việc đóng lệnh thì hầu hết mình sẽ đóng giao dịch khi mà đường trễ cắt cái đường giá một lần nữa theo hướng ngược lại hoặc là khi đã đạt được cái mục tiêu take profit của mình. Ví dụ như ở chart Bitcoin trong hình, các bạn có thể thấy ở cái tại vị trí này thì đường trễ cắt cái đường giá từ trên xuống ở phía trong đám mây Kumo thì đây chính là tín hiệu trung bình thể hiện giá chuẩn bị bước vào một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý đó là việc sử dụng đường lagging để mà giao dịch thì cái xu hướng sẽ bị trễ hơn một chút so với cả cái thời điểm vào lệnh. Vì vậy nên mà chiến thuật này sẽ phù hợp với những bạn có cái phong cách là day trading hay là swing trading, mà mình nghĩ là sẽ không phù hợp với cả các bạn có cái phong cách là scalping. Cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chiến lược giao dịch kết hợp giữa các yếu tố của Ichimoku lại với nhau. Mặc dù là mỗi một thành phần của chỉ báo Ichimoku thì đều có cái khả năng sử dụng như là một cái công cụ giao dịch độc lập. Tuy nhiên để mà có được một cái hệ thống giao dịch hiệu quả cao nhất và phát huy được tối đa sức mạnh của Ichimoku như là cách ông Hosoda mong muốn là xây dựng một cái công cụ giao dịch tất cả trong một, thì chúng ta sẽ cần kết hợp chúng lại với nhau để tìm ra được những cái tín hiệu giao dịch mạnh nhất. Đối với cả chiến lược buy thì các bạn sẽ phải đợi khi mà tất cả những cái yếu tố sau thể hiện một cách đầy đủ trên chart đồ thị. Đầu tiên
giá tại thời điểm vào lệnh phải nằm trên mây Ichimoku, củng cố cho cái xu hướng tăng. Thứ hai, đó là đường chuyển đổi cắt đường cơ sở từ dưới lên và vị trí giao cắt nằm trên Ichimoku. Thứ ba, đó là Senku Span A phải nằm trên Senku Span B, nghĩa là đây phải là một đám mây Kumo màu xanh. Và cuối cùng, đó là Chiku Span nằm phía trên đường giá. Ngược lại, đối với cả chiến lược sell thì các bạn cần chờ tới khi mà giá tại thời điểm vào lệnh phải nằm phía dưới mây Ichimoku, củng cố cho cái xu hướng giảm, đường chuyển đổi cắt đường cơ sở từ trên xuống dưới và vị trí giao cắt nằm dưới mây Ichimoku. Tiếp theo đó là Senku Span A nằm phía dưới Senku Span B và đường trễ nằm phía dưới đường giá. Mình sẽ lấy một cái ví dụ ở trên chart H4 của Bitcoin, và tại đây các bạn có thể thấy là đám mây Kumo màu xanh, nghĩa là đường dẫn A nằm trên đường dẫn B, đồng thời thì đường trễ nằm trên đường giá và cả bốn đường này đều ở trên đám mây Kumo. Tiếp theo thì mình sẽ đợi cho tới khi đường chuyển đổi cắt đường cơ sở từ dưới lên để mà entry cái lệnh buy, nghĩa là ở cái mức giá tầm khoảng 11.391 đô la. Và cái điểm take profit thì sẽ vẫn phụ thuộc vào tình hình diễn biến giá của thị trường và phụ thuộc vào cái chiến lược của mỗi người. Trong trường hợp khả quan nhất, nếu như các bạn đợi cho tới khi mà đường trễ cắt đường giá và đi xuống thì các bạn sẽ có thể ăn tới 500 đô la cho cái lệnh này. Ok, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Thì nếu như các bạn còn bất cứ câu hỏi nào, các bạn có thể comment ở bên dưới cho mình biết và mình sẽ sẵn sàng giải đáp cho các bạn. Thì hy vọng là sau cái video này các bạn cũng đã biết được thêm một cái phương pháp để ứng dụng cái Ichimoku trong giao dịch. Và đây chắc chắn không phải là video cuối cùng về cái chỉ báo Ichimoku, mà mình sẽ còn ra những cái video tiếp để giúp các bạn hiểu thêm về cái chỉ báo này cũng như là cái cách ứng dụng chỉ báo này trong giao dịch ra làm sao. Thì các bạn hãy đăng ký kênh và theo dõi những cái video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.